Ông đất hôm qua của anh em mình này các bác này, mấy tổ liền, 6-7 tổ nhé, có một tổ bảo vệ thôi. Thì bây giờ sáng nay anh em lại tiếp tục bắt đầu, thì hôm nay sẽ cho các bác trải nghiệm cái cách tìm ong ở trong rừng già nhé các bác nhé. Ở đây nó đang mở nhạc nên mình phải ngắt cái video này ngắn hơn một tí. Đang trên cái đường đi vào rừng thì thấy ong đất các bạn, nó bay này. Và tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bác luôn về một số những cái lưu ý khi mà đi vào trong rừng già. Thì đây đồ đạc chúng ta lúc nào cũng phải có cẩn trọng nhé. Đồ đạc áo bảo hộ thì không nói rồi, lúc nào an toàn rồi. Xe pháo các bác để ý những cái hơi hước, cửa là xích trước. Và nhất là điện đóm nhé. Bởi vì vào trong rừng già là sẽ không có sóng đâu các bác, không có sóng điện thoại. Cái này là đi hai, còn các bác đi một mình vào trong rừng già có thể là phải trèo lên ngọn cây già để mà gọi điện cho anh em thì mới có cách để mà cứu vãn, mà không thể gửi được vị trí nhé các bác nhé. Nên rất là nguy hiểm, chúng ta phải chú đáo hết là từ đầu. Về thứ hai nữa, còn ong đất các bác nhá, còn ong đất nó đang đi kiếm ăn. Về thứ hai nữa thì các bác đi vào rừng già các bác lưu ý cho em là nên mặc ủng mọi người nhé. Để mặc những cái chiếc ủng nào cũng được, cũng miễn là ủng và tất dài. Đấy, tất dài ở đây em muốn để ý các bác là tất dài là chúng ta đây này, chúng ta kéo hết lên đây này, nó chùm đây thì các bác sẽ đỡ vắt hơn. Đấy, bác nào dị ứng với vắt thì các bác nên xử lý như thế nhá, ít nhất là nó sẽ không vào chân. Đấy, còn ủng thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tránh được rắn rết các kiểu, rồi chúng ta dẫm đạp là nó cũng vô tư hơn. Chắc chân. Ôi, mồi chưa anh? Chưa mồi đâu. Đây lại có một tổ nữa. Đây này. À đây 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 đây. Đây này. Con này con chắc chắn về tổ của anh. Mình đảm bảo các bác nha. Mình thấy rồi đấy. Tổ ngoài này đấy anh ạ. Tổ chắc ngay ngoài này thôi. Con này giống con về tổ lắm. Thì thật ra để mà ngó ở đây thì mình sẽ định hướng được các bạn. Hình như nó chẳng ngay trong bụi này thôi. Ok, bây giờ tìm mồi đã. Còn với tất nha, các bác biết là cái lượng đi của anh em mình rất là mạnh, đi rất là nhiều, nên là với cái địa hình đồi đá này tất không phải 2 ngày anh em mình đã phải mất đi một đôi rồi. Đây các bác, nãy bảo các bác là đang giới thiệu các bác đi vào rừng già nhưng mà lại làm ngay cái tổ ở đây. Nãy gặp, đang quay thì gặp đây rồi. Ba anh em tìm mãi cái thấy đấy các bác nha. Không người đơn giản thì nào. Nguy hiểm không? 3 tầng phải 4 cân. 4 cân là chắc luôn các bạn, bằng cái nắp xốp luôn mà. Chẳng qua mình đánh nhiều tổ to thì mình cảm giác là nó ấy thôi. Thấy nó bé thôi. Thấy nó bé đấy chứ nó mẩy đấy. Thế bây giờ là chúng ta tiếp tục vào hướng rừng già các bác nhá. 4 cân là có rồi. 4 cân có dư. Tiếp tục vào chương trình tìm rừng già. Cái này là tìm rừng già luôn. Xốp được trên rồi. Bây giờ nhá, trong quá trình vận chuyển nó phải chè. Lòng nó tự chở tự chè. Ông ấy ông chuyên chở được. Biết chuyển, không biết tìm nhưng mà thích chở. Chuyên chở, tập chở ấy. Rồi, anh em ổn rồi các bác, sáng sớm ra trắng miệng rồi. Giờ chỉ là đi tìm tiếp nhá. Đây anh em mình vào đến lõi rừng già các bác nhá. Đấy, xung quanh là rừng hết. Ở đây là cái chỗ là người dân đặc điểm sống của người dân ở đây là thích ở trong rừng. Đấy, canh tác chủ yếu là lúa mì, khoai mì thôi. Còn gạo ở đây thì rất ít các bạn. Mà gần như là gạo nó không trồng, nó không được tốt lắm đâu. Đấy, ở trong rừng, cái khí hậu ở đây thì các bác nói chung là để mà ở đây mà sống thì nó khỏe luôn. Nhưng mà nó sẽ rất là xa những cái nơi mà có sóng điện thoại. Ở đây không có sóng điện thoại đâu các bác nhá. Đây gần như là một trong những cái ngôi làng cuối cùng nhất ở trong cái khe này rồi. Đấy, các bác nhìn cái bìa rừng uy tín này. Rất nhiều rừng luôn. Thì ở đây có cái tổ ong nó vượt vào rừng già. À, trước là hôm trước là tìm không thấy rồi. Hôm nay anh em quay lại là để càn nó bay vào đây các bác này. Bay đây, xuôi vào đây. Theo cái triển này, cái này là chỉ có đi bộ các bác nhá. Mà cái khoảng kia chúng ta thấy hở kia là chắc chắn nó phải vượt xa hơn ấy. Chứ không, nó sẽ không dừng lại ở đây đâu. Đấy, vào tận rừng già nhưng mà vẫn có quán nha các bác. Có bánh gì nhiều anh? Bánh gì? Bánh gì? Bánh mì có, bánh... Cái này là cái gì đây? Cái nào? Đây là trà cá. À, trà cá. Này chưa chín đâu phải không? Nó là chiên rồi nhưng mà giờ mình phải chiên lại. Bánh mì, cho em 3 cái. Đấy là mình cho bà lấy cam vào đây. Không, cái này. Cam vào đâu?
Không anh. Cái này đây cho em chỗ này đi. Có kho bay rán à anh? Bay rán hết rồi. Đây là cái gì đấy, xôi à? Đây là xôi. Đậu à? Thôi cho em bánh. Ba bốn cái này hả? À. Bốn cái cho hai cái to kia nó thành 6 cái. Và cái này không thì tí là không có gì ăn. Bao tiền anh? 30.000. Ở chỗ kia mồi được một con rồi các bạn. Nãy anh cũng thấy có một ông mua thịt heo à? À có, đúng là mua thịt heo cho ăn. À chà. Vừa mua ở đây à anh? Không mua ngoài kia. Ngoài kia. To con mà đi xuống mà. À. Mua cho ông ạ. À, chỗ này lâu lâu mới có chỗ nhỏ nó ra, còn tí là phải cất ống nhỏ này. Em cảm ơn nhá. Ok anh. May quá có bác bán rong qua đây không thì trưa này anh em không có gì ăn. Long đang ngắm nhá các bác nhá, ngắm để xem là có thấy hay không. Các bác xem cái mặt ong này. Mặt con ong này thì các bác biết, phải biết chắc chắn là cái con này nó phải tầm 5-6 cân các bác nhá. Đấy. Nó cắn con dế mèn mà nó bay vào cái hướng rừng già này này các bác này. Tí nữa hai anh em mình là phải xong kiếm vào đây. Mà chưa biết là vào đi hướng nào nên đang để cho nó đi 3-4 chuyến cho nó đều ong đã. Thì lúc đấy mới theo được. Còn nếu mà giờ này theo vào đấy thì đúng là tịt mù luôn. Vẫn thấy ong nó xả ra bên này các bác nhé. Đấy, lúc này thì chưa cất ống nhòm đâu. Nhưng mà tí nữa chạm rừng già là coi như ống nhòm là bỏ ngoài tai luôn. Dùng mắt thường. Đi từng đoạn một. Sáng nay thì chêm cái tổ kia cũng 4 cân rồi. Nên là anh em là cứ túc tắc thôi. Không vội vàng. Cây cối trong rừng toàn cây bằng cái bồ các bạn. Anh em mình đang theo cái lối ong nó xuống. Không nhìn được ống nhòm đâu các bác. Ống nhòm bỏ đi. Đây, thì mắt thường. Mắt thường thì chúng ta tìm theo cách nào. Nghĩa là ong vào rừng già thì lúc nào nó cũng sẽ đi tuôn. Đi bên dưới nhá các bác nhá. Lúc này thì chúng ta cần cái sự im lặng. Đi một đoạn chỗ nào mà hở hở ấy, là ngó lên trời. Để xem ong có đi cạnh tai mình không ấy. Có khi nó chỉ đi theo những cái lõng đường như này. Thì này nó cực kỳ mất thời gian luôn. Mình cũng không có cách nào đâu. Không nhòm được đâu các bạn. Mũi với vắt thì nhiều vô kể đấy. Đây thì mình sẽ tìm cái chỗ nào quang quang để ngó.
Từ 9 giờ chui vào rừng già. Vào đây rồi, bạn ra đây hội nhau anh em căn rồi vào thôi. Một tiếng trời trong rừng già, đây là cái trong rừng già nhưng mà người dân họ họ phát cái đường tạm vào họ trồng cây các bác nhá, ở những cái bợ này này. Thật sự may mắn nhờ chiếc ống nhòm các bạn. Tự nhiên lúc nào mình yêu quý mấy cái chiếc ống nhòm, mấy cái xe của mình. À, không thấy con nào mà lại thấy một con cà mồi nó ra đây. Bắn thẳng ở kia các bác. Mới vận tốc đi như thế này trên ngọn cây này thì tổ ong này sẽ còn phải đi vào khoảng tầm độ 200 mét nữa nhé. Bây giờ anh em đang đợi được căn này, căn hướng là đi rồi. Bây giờ trong rừng già này đã đi đến nước này rồi thì phải cố gắng các bác. Đây này, có những cái con rất là to này. Đây, nó đi tìm mồi các bạn. Ong bay nãy mồi trên kia xuống. Khung quanh khu vực này chỉ có mỗi chỗ này có chúng nước là họ ấy thôi. Thì nó còn bay khá là cao, bay ở tầm ngọn cây thì nó sẽ vào xa đấy. Nên anh em mình cần phải triển khai thật sự đó là nắm rõ được cái mục tiêu. Bất cứ một con ong nào ở đây đều là quý giá hết các bạn. Bởi vì nếu khi mà các bác vào đây thì thật đây chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Thật sự đã có rất là nhiều lần muốn bỏ cuộc rồi. Những cái tổ kiểu này. Đây con đường họ làm xuống đây này. Đấy, con đường họ phát đây. Ông đóng xuyên vào kia. Từ trên kia nó đóng xuyên vào kia. Mà phát này cả rừng ra là nguy hiểm nha các bạn nhá. Đầu đầu lắm đấy. Con kia về nhá. Cắm chưa? Cắm chưa? Cắm chưa? Nhìn đi. Nhìn đi anh Hóa xuống. Cắm không? Cắm không? Bắp. À, ôi. Ui, đúng rồi phải không? Rừng già các bác ơi. Rồi, anh chui cho. Rừng già. Đúng rồi chú cuông. Đúng chú cuông. Thế thì lại buổi chào buổi sáng. Phụp xuống à? Hôm nào cũng phải chào buổi sáng các bác nhá, nhưng mà bây giờ là cái quan trọng là tìm đường vào cái chỗ rừng già. Nhưng mà chỗ này thì gần rồi. Hôm trước em qua chỗ nào? Hôm trước em qua chỗ bên dưới này. Nó ở gốc cây xanh này bên trong cây thông đấy chứ. Ờ. Phải cỡ. Ở tán cây kia luôn, ở dưới cây luôn. Bây giờ cứ căn đi thẳng qua kia cũng được mà. Em đặt thấy bằng bao nhiêu con cắm từ trên kia xuống. Nhưng bây giờ đi đường nào sang để sang được suối à? Đây là ấy, chỗ kia này. Không chắc sang được không? Chỗ kia hoặc là chỗ dưới này. Đấy, chui vô. Bây giờ lại chuẩn bị chêm cuốc các bác nhá. Ok. Ngược lên lâu hết bưa nhá mà. Lâu tới hết à, lại bưa lơ này nữa. Tự chung làng tí lơ lâu chẳng thôi nhớ. Làng tí lơ làng tổ của Long này là hôm trước tôi cũng thấy bay vào đấy nhá. Nhưng mà lúc đấy cái thời điểm đấy là nó bé thôi. Không mà thời điểm này thì nó to rồi nhưng mà thời đấy chỉ 3 cân thôi. Chỗ này làm hết làm khí nhá. Là biết về tổ bé nó lớn lên không biết thế nào. Gần nhau lắm. Cái đá này là đá núi. À bẫy cá. Ô có con gì động động không? À, hay là chân bạn. Bẫy 33 hay bẫy con gì đấy? Anh em mình kiểm tra đây xem nào. Xem họ bẫy cái gì đấy. À nhưng mà thùng rồi, thùng đít rồi còn bẫy cái gì nữa? Thùng không phải thùng. Không phải thùng à? Là thùng, đúng không? Thùng đâu. À mấy con cá bé mini. Này... cái này chắc họ bỏ, họ bỏ lâu lắm rồi các bạn. Không phải lâu đâu đấy. Mới đây nhỉ. Họ bấy cái con cá đi ngược lên. Nhưng em cũng thấy ở đây lâu lắm rồi. Ba lối liền. Đường nào có đường nước là họ bấy hết đấy. Thôi kệ đi. Ngay trong góc cầm kia nha các bạn nha. Không xa mấy đâu. Cái cây trắng to đùng kia vào đấy. Hôm trước là bạn qua đây rồi không? Không qua đâu. Mình vào cái rừng già này thì thật sự với các bác là cũng hoảng phết đấy. Ở lúc nãy các bác xem như là từ hôm anh em mình là bỏ cái tổ đấy. Hôm nay tổ này là phải quyết định ăn. Thứ nhất là thấy nó cắm. Thứ hai là anh em mình có nhiều người. Nên là vào rừng già vào cái buổi sáng này nó thời tiết nó nắng nên cũng dễ nhìn. Đại ca.
Đặc sản ở đây là toàn gai các bạn. Cây anh thế voi ma mút vào. Thôi em đánh ngay gốc cây to này này. Ừ. Đi đi qua đây này anh ơi. Em đánh ngay gốc cây to chưa? Tí đã xem tuổi chân trắng. Lớn chưa? Mọi người thì hạ xuống. Ừ. Nó mặt đất đấy bạn ạ. Là con thường là tù ông bà mẹ. Đấy. Ở bên sân tây anh đánh ở cái đống mấy tù ấy. Ừ. Từ sao từ bà mẹ lên ngủ rồi. Ngủ tù rồi. Ngủ tù 3-4 cân. Cái đống sắn người ta dựng cái thân sắn lên để làm giống này. Ờ. Nó ở đây luôn. Đây ở đây chạm rừng già là rừng già luôn nha các bạn nhá. Chỗ nào họ phát cây rồi, họ trồng cây. Đây này, chạm thẳng rừng già là những cây đa cây si cổ thụ này. À, họ bẫy là bẫy cá ở dưới lên cái vũng này này. Nhìn xanh loét này các bạn, trời đang nắng mà vào bên trong này. Điều này chắc chắn là đến tổ ấy. Mối ăn đấy. Cái mối mà cụ đã xì ở cái ngọn cây lận này đó. Kiến mà. Kiến hay mối? Mối. Mối. Mối nó kiến nữa. Mối kiến cộng sinh à. Đường vào tận tổ luôn rồi đấy. Thôi để từ hôm đấy vào đây đến bây giờ nó cũng tăng được khoảng 1-2 cân rồi. Bởi vì từ cái hôm tớ thấy cũng vào ít thôi. Bởi vì là cái rừng cao này. Chứ còn nãy nhìn quân là cũng vào rơi vào 6-7 cân hết rồi các bạn. Ngay đây xong này thôi. Cây vai rút đây thôi. Anh em cắn được cây rồi. Ở cái rừng này thì mọi thứ tự sinh tự diệt. Rất ít đường đi. Chắc là đường đi săn. Ảo ma Canada. Nhìn thấy nha, chắc có cũng phải trượt đi mấy chục mét đấy. Đất này ấy nhờ. Cái heo ở đây. Bên kia nữa. Ừ, bên kia đây. Lên này. Đi tìm cái gốc thông kia đó. Mà mới thấy nó luôn. Đừng cứ đi cua nó tung. Mày cứ đi làm còn lấy tí tìm khó. Đây. Kêu dâm gian. Gốc thông ấy, có gốc thông đá ấy. Đây, đây, gốc thông đây đây. Một tổ thôi, đi theo nhau rồi. Ôi, Long ơi, chôm chôm rừng kìa. Con chôm chôm rừng kìa, đây này, trong gốc cây này này. Phải không? Ui. Tưởng quả chôm chôm. Còn chôm chôm rừng anh ơi. Thứ của nó lau nó khuya này. Ngay trước mắt đây rồi. Nó khuya luôn nhá. Chắc phải vào đây một tí đấy. Được đây, đây, cái cây to đây thấy, chùm chùm bên đây. Xanh như này. Cái xanh như này. Ừ. Nó vào khu này đó. Cán đây. Cán đây. Tách nhau đi. Nó bằng này nó khả năng nó sẽ chui vào tí đấy bạn ạ.
được nắng này khó. Đây đi xanh to đi rồi. Xong rồi xin lỗi. Trời nắng chết che này mà còn các bác thấy là nó cột trời của nó còn tối om luôn. Chưa thấy đâu các bạn. Ôi. Xong rồi. Hướng nào đây? Sao đây? Thằng Yến à? Hả? Ui. Ôi rồi các bạn ơi, như cái chiếu đơn này. Ôi cái tổ này phải hàng Yến rồi. Thấy chưa? Xuống chưa? Ui. Ôi đất một phát được cái chiếu thật. Vào bên trong là xanh. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đất tràn vòng quanh rồi. Ôi trời cái tổ này. Vâng, cái chiếu đơn luôn. Ui xuống thật. Quay ra đã. Quay ra tìm. Đi quay, đi kìa, quay. Ui xời, tí quay các bạn nhá, lui ra đã bởi vì cái mùi áo của anh em này. Nguy hiểm. Ui, hiểm 5 cân rồi này. Ừ. Cán thuồng. Tại cán thuồng rồi các bạn. Quả cán thuồng này nặng tay đấy. Nặng mới đông. Của anh Hòa thì đang chế tác cái cán cuốc các bạn nhá. Đấy, cái cán cuốc. Cái đúng cây chuẩn hết anh ạ. Ừ, đúng cây cong khom luôn rồi. Đúng tầm nhờ. Đúng tầm bập luôn. Chuẩn luôn đấy. Đúng, ngắn thôi anh ạ. Ngắn mới có đà. Tí lượn qua cái tổ bên ngoài này xem lại cái tổ bên ngoài phát. Trước tớ thấy cắm ở kia luôn rồi mà. Cắm rồi. Ngang vào đó. Cắm ngang vào trong ấy, chẳng qua nó cắm nó vi vào sâu hơn tổ này thôi. Mùi bao nhiêu chuyến vào kia rồi. Với anh Hòa đi tìm anh Hòa vào. Anh thấy tổ cái ngọn cây ấy. Hôm qua mà mình đổi gió vào đây là dính rồi đấy, nhưng mà lại mất tổ kia. Hôm qua một mình anh vào đấy ngoài kia rồi. Vào đất cố đấy thay để xây cái rồi. Ờ. Thế anh lại chung vào bên trái kia. Để tìm cái tổ anh bảo kia phải không? Ừ, nó không thấy. Thế này. Có bạn đấy nghe, tôi không nghe đấy. Anh Hòa bảo là, anh ơi, tổ này tốc nhiều lắm, nó vào dưới à. Anh em đang cười với cái quạt thốc thẳng vào tai các bạn nó ùi. Hai lỗ anh? Hai lỗ cả. Bác. Nguyên trong rừng già hai lỗ. Đây là rừng già hẳn nên là bên dưới nó thấy lắm các bác, nó. Dao cuốc đây. Cái cuốc này là nó đúc nó hơi khom các bác nhé, nên là anh em để thẳng luôn này. Trên cái chỗ khúc cua này để thẳng. Để nó thẳng cuốc. Được chưa anh? Vào buồng. Ui, cái này từ cái chiếu. Nó gây gồn nữa. Đạc anh em đâu? Đi đạc đây nghe. Thì đánh xong là cứ một cái đâu anh chỉ đấy. Giờ đây anh em đi vào chỗ đây. Để tát cơm nha. Tát cơm nha. Đây các bạn, chân nó như cái tổ mối ấy, 4-5 con ra liên tục kìa, các bạn xem chỗ gì kìa.
Đấy. Bây giờ ông bạn mình phát chỗ này là mấy fan thấy này. Rõ này. Ui bạn ơi, cái này phải phát rộng ra. Quá dư luôn. Ui cái xuân này. Cái xuân này như một cái ấy luôn. Như tổ ông dế nhỉ. Ui như tổ ông dế luôn tổ đấy. Xuân này đi thì bác. Cái này 3-4 xe rùa đi. Cái nhất tổ của nó to như đến mức nào nhưng mà đập được quá là không thể. Đây coi đây. Ô bươi cái banh này.
to như cái mẹ thế. To lắm rồi. Đây 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 giờ khán giả VTV3 sợ thật đây. Trên mặt cây kìa. Đây 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 đúng như cái mâm luôn các bác, cái mâm như nào thì nó như hệt như vậy. Mắc à? Đang dầu rồi, đang dầu rồi. Kéo à? Hả? Mấy ta kéo à? Kéo à?
Còn một miếng nữa. Các bạn 12 cân 11, 12 cân đấy. Và 12 cân. Ô, tụt đi. Lại 3 cân đi. Qua đây có một tầng. Cho lên đây bạn ơi. Ê, cho cái chiếc vào đây đi. Vào đâu? Cho cái chiếc vào đây. Ok, đi 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 đi. Bạn cứ đi đi, tôi cầm cho. Cứ đi đi. Cái vú này các bác này. Đưa kia Long ơi. Ơi. Đi quanh quẩn để ong nó không bâu các bác nhá. Tầm 90 cân đấy các bác ơi. Nặng lắm đây này, nhìn ông Long này. Như thế này mà người đô cây này mà cái tổ ong nó vành toàn. Nó vùng này. Các bác xem để trên tay này. Nặng trịch luôn nhá. Đấy, cái này cái vụ mấy lạng này thì kia 1 cân đấy. Cái đấy là nếu mà có thể là cái đội hình mà không lấy là anh em mình lại xoay. Anh Hòa nhìn bé tí này. Anh ngửa ra đây mới thấy là cái tổ ong nó to như thế nào các bạn. Che hết cả người rồi. Che hết cả người, người bé nữa. Đi thôi nhanh rồi. Lên đường tìm tổ khác. Điện thoại nhá. Để tôi cầm cuốc cái. Đồ đạc kia. Điện thoại đồ đạc. Cái đường ấy ở đâu nhỉ? Sách vở. Đường ở giáp chân đồi. Đây giáp dưới. Ai phải đi trước thì ai đi sau được. Ok. Cây thông, cái cây thông đây thôi. Thế thì đường nó ở bên góc kia. Cây thông này, cây thông khác à? Quá trình mang hàng qua sông đây. Nó phải mỗi người một đoạn nhé các bác nhé. Vừa nãy anh em mình vừa thấy con kỳ đà nó xuống kia các bạn. Nhưng mà cái vũng này hơi sâu nên là không chắc là khả năng anh em không ăn được nó. Hai đại ca đang mang sang rất nhẹ nhàng. Pắp một phát là đi đấy. Được không? Anh xem qua được không? Đấy, rất cao thủ. Hùm xuống kia là tối nay là nhịn đói đó. Liệu vừa thùng không anh?
không muốn vừa thủng ô cái thùng. Chắc là phải chèn lên, chèn áo lên. Phá đi, phá thùng thôi đi, thùng này hỏng rồi. Cắt đi một nửa. Cắt nửa. Thế thì được anh ơi. Phá thì ma mà di chuyển thì cũng phải có cái... Anh lấy cái ba lô buộc với cái áo để ở đây xong rồi đặt lên bên trên, đằng trên. Đúng. Thì được. Sao? Hợp lý. Đó áo buộc ba lô lót vào, lót lá sắn là đây rồi, đá đây rồi. Đẹp quá nhỉ. Phải mang về trước coi nhé. Không để đây. Để đây thì đi đường hỏng ngay. Đi xe cả gần 30 phút trong rừng già các bạn. Không có một cái rừng phát nào các bạn nhá. Đây là đường gần như là cái đường để đi kiểm tra rừng hay là một cái đường thông các xã hay đường tắt gì đó. Đấy, xem trên bản đồ thì rừng xanh ngắt luôn. Đây chỉ là cái, có thể là cái đường đi kiểm tra thôi. Rừng nó. Đường rất đẹp các bác nhá. Nền đất đây. Quanh xung quanh rừng già luôn, không có cái chuyện là rừng ở đây bị phát đâu các bác nhá, đây nguyên bản luôn. Không có vết chặt vết nốt gì cả, đây là cái đường dân sinh thôi. Đường thông được thông nhau thôi. Thì một hai cây không thấy gì luôn, ngoài nó xe máy. Các bạn xem như cái cơn gió nó thổi mấy cái cây khổng lồ nhìn ghê luôn. Mấy cái dòng cây này chỉ sợ là từ vừa đi là nó đổ xuống thôi. Anh em mình đang tiếp tục cái hành trình tìm vòng đất nhé các bạn nhé. Đang đi săn những tổ mua đất khổng lồ.